Xin chào tất cả mọi người, mình là Pháo và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại phim trường của Gương Mặt Thân Quen. Đến với Gương Mặt Thân Quen thì ai cũng có tham vọng là mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Mình mong muốn là khán giả sẽ nhìn nhận và đánh giá là mình đã cố gắng mỗi tuần để thay đổi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Mình tham gia để học hỏi chứ không phải là để đạt được một điều gì đó rất lớn. Mọi người biết nhiều đến Long chỉ là một cái hiện tượng ở trên mạng thôi. Long hy vọng rằng khán giả cảm nhận được mình là một người diễn viên thực thụ. Thử xem nếu một ngày mình làm ca sĩ thì mình sẽ phải chuẩn bị như thế nào, và cái sự vất vả nỗ lực để mà mình có thể hóa thân thành nghệ sĩ đó như thế nào. Mình chỉ mong là khi tham gia chương trình qua từng tập thì mình thể hiện tốt nhất có thể, và khi khán giả xem vào những tiết mục đó là mọi người sẽ yêu thích và quý mến mình nhiều hơn. Có thể nói thì Gương Mặt Thân Quen là một chương trình mà sau khi Linh được trở về là chính mình, Linh mới xuất hiện trước tất cả mọi người. Linh muốn cho tất cả các khán giả của mình được nhìn khía cạnh khác của Linh, khám phá thêm bản thân Linh, những cái khả năng mới. Việt Thắng nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm, được thử nghiệm rất nhiều với các dòng nhạc khác nhau cũng như là các hình ảnh khác nhau, cho khán giả của mình cũng như là khán giả sắp tiếp cận với mình nhìn được những cái góc cạnh của Việt Thắng nó khác hơn, nó gì đấy hơn. Và anh đã đến. Thích thì chắc là có lẽ anh thích chị Linh Ly nhất. Trong chương trình này á thì mình thích nhất á là Kara. Mình thích tất cả mọi thứ về Kara bởi vì mình trước đó mình cũng là fan của Kara. Em thích nhất là chắc chắn là chị Linh Ly rồi. Vì em là fan của chị từ những ngày đầu chị mới lập nghiệp. Mình thích nhất là anh Thế Sơn. Chị Phạm Linh. Nể nhất là Trần Nam Định. Ấn tượng có nhất là thí sinh Canh Phương, Phạm Lịch, và nhất là nam là có thí sinh là Thái Sơn. Là ba thí sinh này rất là ấn tượng với cô. Chị Linh Ly thì chắc là em thích tiết mục của chị Linh Ly hóa thân thành anh Eric nhất. Tiết mục mình thích nhất của Kara đó là hóa thanh thần thành Sơn Tùng, rất là đầu tư, rất là chỉnh chu. Anh Thế Sơn mà mình thích nhất là cái tiết mục ở trong bán kết, thì anh Thế Sơn có đôi cặp mắt khí giống mình thôi chứ có gì. Pháo nghĩ là ai cũng có khả năng và đến vòng này rồi thì ai cũng xứng đáng làm quán quân cả. Các thí sinh cũng rất là đầu tư vào tiết mục của mình. Mình xin dự đoán chắc là quán quân của chương trình này đó là Thái Sơn, bởi vì rất là thuyết phục người khác cũng như là gây sức hấp dẫn cho các khán giả và các bạn xem đài. Chú là coi như là khán giả của Gương Mặt Thân Quen này coi như mấy mùa rồi. Chú rất mong là Kara Phương, nhưng mà chú thấy coi như Phạm Lịch những cái số đầu tiên á thì em chưa có cái gì nổi trội, nhưng mà càng về sau á em càng nổi trội và chú nghĩ rằng sẽ là Phạm Lịch. Chương trình năm nay thì em nghĩ chắc chắn là sẽ là chị Kara rồi. Chị Phạm Lịch rất là cố gắng nỗ lực qua từng vòng, từng tuần. Cái tập đầu tiên mình có xem thì chị hát, nghe ban giám khảo không đánh giá cao về giọng hát của chị. Nhưng đến vòng bán kết thì thật sự quá ngạc nhiên. Không thể nào tin được chị Lịch có thể làm một cái điều mà nó phi thường như vậy. Trình chung kết thì cô nghĩ là thí sinh Thái Sơn hoặc Phạm Lịch sẽ đứng vào cái vị trí cao nhất của mùa này. Thái Sơn thì cô thấy là trong 11 số thì Thái Sơn là cái thí sinh hóa thân rất là giống. Còn Phạm Lịch thì cô cũng đã coi những cái show, kem show khác thì Phạm Lịch là một cái vũ công rất là hay, là giỏi, ai cũng biết tới. Mà trong chương trình này thì Phạm Lịch cũng quá thân thành những cái thí sinh rất là hay, nhất là số vừa rồi là quá thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền, rất là hay.